Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát đã thông qua một dự luật cho phép 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp hiện nay ở Mỹ tiến lên con đường trở thành công dân chính thức. Luật này sau đó sẽ được đưa sang Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát và có rất ít khả năng là nó sẽ được thông qua. Tổng thống Obama hiện đang ở Nam Phi, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến thăm kéo dài một tuần của ông đến châu lục này. Không chắc ông Obama có đến thăm ông Nelson Mandela được không, vì ông Mandela đang bệnh nặng. Tổng thống cho biết ông không muốn làm phiền gia đình ông Mandela vào một thời điểm nhạy cảm như vậy. Không phải ai cũng hoan nghênh chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ. Cơ quan vũ trụ Mỹ đã đưa một vệ tinh để quan sát một khu vực chưa được khám phá của mặt trời. Vệ tinh IRIS sẽ nghiên cứu gió mặt trời, có thể ảnh hưởng đến tín hiệu thông tin liên lạc trên trái đất. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.